Tin cho mấy chú HU281XB nha. Đi theo cái lam lam 1 mét nha. Máy móc bao rin, bê tông bao đẹp nha. Máy móc đầy đủ chức năng, mặt tiền bao đẹp ha. Xài giảm xóc bằng lò xo lớn lắm nha. Hai hầm rồng luôn. Này 81cc. Bổ xẻ cưa chuyên nghiệp ha. Thắng xích đồ đầy đủ. Đây tem chì của nó đây ha, Sweden ha. Hút quần à. Máy móc liền keng ha. Rồi. Cái lam là lam 1 mét nha. Đây, tiếng nổ. Từng tiếng nha, băng băng băng, máy cực kỳ đẹp luôn à. Đó, máy với lam luôn là 6 triệu nha, là 1 mét lam chưa xài, không có sơn nha, sơn thì bỏ thêm tiền, sơn cỡ 200 mấy 300. Bơm nhớt vô đầy đủ nha. Đây, con này sưu tầm ha. Echo 60S Kirisu ha. Con này năm 1967 mà cực kỳ đẹp luôn nha. Cái bô như chưa xài luôn. Bô còn bạc luôn ha. Cúp làm. Máy cực kỳ đẹp luôn. Con này sưu tầm. Giá 2 triệu nha. Máy móc đầy đủ chức năng. Đó, bơm nhớt. Tiếng nổ nha, garanti là từng tiếng. Cho mấy chú coi cái nòng nè, khủng luôn, trắng tinh luôn. Máy móc chưa rửa ha, mới chùi sơ đó ha. À, 2 triệu nha, chùa nè. Máy móc cực kỳ đẹp. Thank you.
Echo 6S Super hả? Cái đầu không 2 triệu. Còn 281 XP này là đầu máy luôn là 6 triệu 5 xích ha, là 1m. Bê tông là bao đẹp nha. Máy cực kỳ đẹp luôn. Bổ xẻ chuyên nghiệp rồi ha.